Đây là Bùi Văn Sĩ. Chào anh em. Đang thực ra là anh em thay đổi cái con model 4 dâu này, thay thế cho cái con 2 dâu này. Đây là cái model chính mà Viettel cấp cho. Bây giờ chúng ta sẽ đổi thang cái thành cái con 4 dâu này. Dùng cái con Tenda 4 dâu phát sóng cho nó khỏe. Đây sẽ là bộ chuyển đổi tín hiệu quang. Tín hiệu quang sẽ cấp vào đây. Mọi người đủ 6 đèn nhé. Còn đây là cái dây lan. Dây lan thì cắm vào cái cổng van của cái con Tenda này. Đây, hướng dẫn anh em cấu hình luôn cái con Tenda 4 dâu như này. Cái địa chỉ của cái con Tenda nó sẽ là 192. 192.168.0.1. Mọi người bấm phím Enter. Đây là em đã cài xong rồi. Nếu mà mọi người muốn cài đặt cái cấu hình cho nó ấy, thì mọi người vào cái phần Internet Setting này. Xong rồi mọi người sẽ kích chọn vào cái mục là PPPoE này. Cái username nó sẽ là cái tên account. Còn là password là cái mật khẩu của cái đường truyền này. Thì cái này thì mình sẽ gọi lên tổng đài 1800 8119 để mình sẽ lấy cái tên account này với lại cái password như này. Sau khi chúng ta đã đặt xong rồi ấy, đặt hay xong này, chúng ta sẽ bấm phím OK ở bên dưới này. Sau khi xong rồi thì mọi người sẽ vào cái mục status ở trên đầu này để mọi người kiểm tra xem nó đã nhận cái địa chỉ WAN IP này chưa. Nếu mà cái địa chỉ WAN IP này là 172 sẽ là sai, chúng ta sẽ không vào được mạng. Ở đây chúng ta sẽ đặt lại đi, em sẽ đặt là 0 đi, bấm OK. Thì cái mục status nó sẽ chuyển sang địa chỉ là 172. Cái địa chỉ này là địa chỉ sai account hoặc là cái password. Mọi người quay lại cái status này. Đấy, mọi người thấy cái địa chỉ WAN IP rồi chưa? WAN IP là 172 nhé. Đấy, chúng ta sẽ cài lại là cái DQ0. Chúng ta bấm sẽ OK. Và chúng ta sẽ vào cái status để kiểm tra lại. Cái WAN IP này nó sẽ là 171. 171 nó sẽ là đúng cái địa chỉ IP. Chúng ta sẽ vào cái đây. Khi mà chúng ta ping đến cái địa chỉ này thì nó sẽ thông mạng. Khi mà thông mạng nó sẽ có dòng cái địa chỉ 595959 này. Nếu mà chúng ta muốn đổi cái mật khẩu với cái tên Wi-Fi thì chúng ta sẽ vào phần Wireless Setting ở đây. Cái Wi-Fi Name tức là cái tên Wi-Fi mà chúng ta muốn đặt. Còn chúng ta muốn ẩn Wi-Fi thì chúng ta kích vào đây. Khi mà chúng ta ẩn rồi thì chúng ta sẽ phải nhập cái đúng cái tên account này, à tên Wi-Fi này và lại cái mật khẩu ở đây. Ở đây thì không muốn ẩn cho nên vẫn để nguyên. Ở bên dưới này là cái dòng password. Password đây, chúng ta sẽ xóa đi. Con này nó lại không cho. Con này nó lại không cho cài lại mật khẩu ở đây. Nó chỉ cho đổi tên thôi. Nếu mà không được thì chúng ta vào cái
admin. Chúng ta sẽ cài lại. Đây, chúng ta sẽ backup lại cái này. À đây, restore. Đây, chúng ta sẽ vào backup này để reset chứ. Chúng ta sẽ vào cái mục reset này để chúng ta bấm OK, nó sẽ reset lại để chúng ta cài lại cái mật khẩu wifi cho mình. Ở đây thì nó không cho đánh lại nữa, cho nên là chúng ta bấm OK thôi. Đây, sẽ kiểm tra lại cái tốc độ mạng xem là gói này là bao nhiêu. Gói này là 180 một tháng. Gần 100 mê. Cần phải chủ loại người này chẳng phật. 92.59 luôn. Là OK. Nếu mà mọi người thấy cái video này hay thì mọi người đăng ký kênh giúp em một like bên dưới và một cái comment bên dưới để ủng hộ kênh. Xin chào mọi người.